Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại video tiếp theo. Mà nha, thì cũng đã tầm 3-4 ngày rồi mình chưa ra video cho các bạn. Vì mình đã không còn tiền để mua trên mạng và review cho các bạn nữa. Thế nên là mình nghĩ đây là chắc là đơn hàng cuối cùng mà mình muốn review cho các bạn. Thì đây, mình sẽ che này lại. Đây mình mua găng tay chơi game sợi bạc cao cấp, chống mồ hôi tay nha các bạn. Đấy, 85.000 luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ khui nó ra. Cất con dao này đi. Mình không biết đây có phải là đơn hàng cuối cùng không nữa. Do mình cũng chẳng còn đồng nào để review mua về review cho các bạn. Nếu mà quay vlog thì mình lại không quay mặt mình, lại không quay vlog được. Đây mình mua hai cái nha các bạn. Đẹp chưa? Đấy, cao cấp. Nó có rất là nhiều màu nha các bạn. Nhưng mà mình mua một xanh lá, mình cũng thích xanh nước biển mà nó lại hết nha các bạn. Cay thiệt. Đây. Ui ôi, đẹp chưa? Ui. Sẽ mở nó ra luôn nha. Ở đây do không có máy nên mình, nếu mà có máy mình cũng đã thử vuốt qua cho các bạn. Đây, hãng đàng hoàng. Nhìn đẹp chưa các bạn? Ôi trời ơi, đẹp chưa? Sẽ đeo cho thử luôn nha. Đấy. Wow, quá là đẹp luôn. Một cái này mình mua 40 ngàn nha các bạn. Tiền ship thì mình có cái mã. Đeo rất là phê luôn. Mình ở đây nó có màu hường nữa các bạn, nhưng mà mình lại không thích màu hường. Màu xanh có mỗi màu xanh lá, màu đỏ thì cũng hết luôn rồi các bạn. Nên là mình còn màu xanh, mình cũng thích màu xanh lá. Đây, nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn, rất là phê luôn, chắc chắn lắm. Thì cái này cũng là màu xanh lá. Màu đỏ thì nó chỉ có một chiếc này thôi các bạn. Ở đây nó cũng có bán lẻ. Đây. Đẹp chưa? Đấy, thì nó giống nhau thôi. Đấy, video này mình chỉ review và quay ngắn cho các bạn thôi. Đấy. Nhìn khá là đẹp luôn. Đấy. Thì cũng lâu, tầm 3-4 ngày rồi. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình 3-4 ngày mình mới quay video cho các bạn. Thì mình nghĩ đây là video, mình không chắc chắn đây là video có phải video cuối cùng mình review không, nên là do kiểu mình chẳng còn tiền để mua gì nữa các bạn. Đấy. Nếu mà quay vlog thì cũng khó, nếu mà quay vlog chắc phải năm sau mình mới quay được. Đấy. Đấy. Đẹp chưa, có cái túi đàng hoàng nha các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chất lượng rất là tốt. Ok, video mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này, đừng quên cho mình một like, một chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bye, tạm biệt tất cả các bạn ở video sau.